Xin chào anh em nhé. Nay bên Đức Bình giới thiệu nha em cái routine lái ngoài của con Fortuner đời 2009 đến 2013 14 rồi đấy. Đấy, hàng này hàng 3 số 5 của Nhật Bản. Về chất lượng thì nó không hề thua kém hàng Toyota các bạn nhé, các bạn đừng nói đấy. Về thương hiệu thì nó thua đấy, nhưng mà các bạn cứ bảo là hàng xịn Toyota thì nó là, tất nhiên là về nguyên tắc thì nó như thế, nhưng mà Toyota đâu có chuyên sản xuất những cái rô tuyên này đấy, phải đặt từ các công ty như của 55 này. Khi mà sản xuất xong thì nó gắn thương hiệu Toyota đấy, hàng này là của Nhật Bản đấy, anh em nhìn về thương hiệu thì anh em khỏi phải nói rồi đấy. Nhật Bản là cái lôi đầu phụ tùng này, chất lượng của Đông Nam Á, của châu Á rồi đấy. Anh em mà cần gì thì cứ Zalo cho mình. Tin mình đây 0979951815. Website bên mình là otodoi.com nhé. Địa chỉ là 75 Lạc Nghiệp, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Xin chào anh em.